Bà nói sao 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 đúng rồi này con cho cô hai cô lên mạng luôn nè. Cô ở đâu lên vậy cô? Qua hơn hả? Ngày nào cũng coi hết hả? Ngày nào không có là mê. Coi đâu tao chỉ là người dẫn đâu. Tao là người tài xế thôi. Bả mời lắm hả? Bả mê thầy còn giống yêu cái bà này chứ mày mê mày. Mày làm mày quay cho bà ăn. À. Bà Út, chị Út bên cạnh chứ không phải là Sài Gòn chứ cô có bằng điện thoại hay tivi cô? Em Ngọc hả? Em Ngọc hôm nay không ra. Chị có em Dũng à? Biết Dũng không? Dạ. Đây. YouTube nó quay. Tại con đâu có cho ai coi con đâu. Thì có gì, nó có cho thấy mặt nó đâu. Nhưng mà nó quay mình thôi. Nó quay bà Út không à. Đây, đó. Con đưa gì lên lệnh chi nã luôn. Mày quay qua, mày không quay qua. Lên lệnh chi nã luôn nè. Đó. Lên 60 giây luôn, chuyển động 24 giờ. Đi theo thầy Minh Tuệ luôn. Thầy nào chưa? Cua. Sao nói hết tiền mua cua rồi ốc? Mấy nhà cầm đèn đứng gỡ miếng giấy ra đi hỏi. Để tôi quay xong tôi gửi cho bà chị này nghe chấn động luôn à. Mỗi ngày một câu chuyện fan cứ gửi tâm sự đời tư vô. Đó này là chả cá hát lát hả? Chiên chả cá hát lát nấu bánh canh cua nha các bạn. Nay có ai gọi chưa bảo? Có cô kia gọi ba nên quận 5-4 phần mà 11 giờ trên nửa đêm đi quán cà phê cho bộ. Có cà phê nào? Ở chả cá hát lát thôi chú anh chị. Đi. Chắc bổ không á bà Út. Bà vớt ra chi vậy? Bổ không à bà không? Vớt ra đi, nó không bỏ ra đem đi. Bánh cua thứ tư, bánh canh cua nha cô chú anh chị. Gáp đâu? Lấy cái vợt hả? Nó bay lên mùi cua bỏ. Ủa lục cua bay mùi cua mới bay mùi gì trời? Bà lục cua mà nó bay mùi
mui gà đồ này kia mấy là động chờ đó à. Nói bữa nay nói gì cũng chả treo lại hết, nói gì cũng nói lại được hết, đăng lên mạng cho bà thấy. Tại vì nó cái bột mà lục cua sao nó nghe mùi cua đó, quả báo đưa qua bà qua Mỹ luôn cho bà biết tay. Còn nữa không? Đó rồi. Ước gì được ăn con cua bự như vậy ha. Ừ. Ăn là phải ướt hả? Trời ơi, có tiền đâu ăn. Ăn phải ướt hả? Vậy là để nguyên hiện trạng vậy là cho tới lúc ra luôn rồi đó hả? Đổ gì vô nữa bỏ. Xong giờ ra hốt tiền đây. Đó gạch cua nha cô chú anh chị. Gạch cua này phải xào lên cho đường nước mắm bột ngọt vô hả bố? Nó cho cái gì vô hết chưa? Nổi lửa lên. Nổi rồi. Từ từ mà soi chứ. Rồi tôi muốn là mở lên là nó soi liền à. Cái gì cũng từ từ chứ. Tôi muốn là được à. Con cua nãy luộc đó cô chú anh chị. Cua gạch là cua cái hả bố? Cua đập là cua thịt thịt hả? Gạch nó là đẻ trứng không ta? Ừ. Ở bữa cô kia của nó là bên Mỹ người ta ăn là cua gì, cái con cua gì mà cái con mà nó cái chân của nó bao quanh đây như là con yêu nhìn nhòm nó bà, nó bự á, nó đi trên mặt đất luôn, giống như con hoàng đới thì phải, không phải con hoàng đới con khác nữa, nhưng mà cái con nó không phải con cua Cà Mau này, đại loại như vậy của nó vậy đó. Hôm qua tôi coi cái clip bạn kia nhanh cua vậy, có rồi chị. Cái này hành với ngò chung rồi phải không? Đúng rồi. Qua vậy không hành đi chị. Chàng cua. Đó, đó, hại bà hại chưa ốp ơi. Một tô là có đầy đủ mấy này luôn hả chị? À không có cua con em. À nhưng mà có mấy cái cua kèm. Đâu có luôn, có này. Lấy em một tô. Có bạn mang tô cua luộc không có lấy hành.
Út, bữa nay nhà băng chuẩn bị bán vàng, thực hiện bán vàng online Út à. Lên mua Út ơi, khỏi phải đi chờ xếp hàng. Út nè bữa ơi, me me lên mạng mua vàng đồ này kia. Bả mà hả, cho bả mà thành đại gia ở đây sắm sắm. Hai tô trước đi không? Sao cái nồi nè sơ hở ra là nó nổi bọt lên bạn? Mình nấu nhiều đồ quá. Tô cua, cải cua với lại nấm thôi. Còn tô đầy đủ. Tô cua nấm không hành. Chăm rữ nữa. Ăn 70 một tô ở đây cho nó đã cái điện của chú anh chị. Mới phải bỏ mấy trăm ngàn đi ra cái chỗ nào nó đâu á. Một tô cua không, không hành. Rồi ok chị. Chờ xíu, xích vô. Em thấy nắng chị, em lo lắng. Lo dùm á. Đâu ai mượn. Bốn phần chỗ của cô Phú. Còn anh kia là một tô giò không hành, không lấy giò, không hành phi. Anh kia bên kia thì không hành phi. Không giò. Không hành phi luôn. Tôm cua phải không? Ừ. À, không giò nhưng mà nấm với quýt nhiều. Hành lá được không? Được. Tô kia là cũng không giò luôn. Đầy đủ. Kêu đâu làm cái đó đi, hay hỏi lắm. Bởi vậy bực mình lên là dạ bực mình lên là la ôm sùm rồi nói người ta khó tính này nọ.
Rồi cho chị 3 phần. 3 phần đầy đủ quá chị. Có con cua không? Ăn con cua đi. Khó chịu gì đâu luôn á. Gặp tôi cũng khó chịu nữa. Thôi nha bạn nha. Ủa chết, tự nhiên ổng hỏi vậy, tự nhiên các bạn còn hỏi lại nữa. Mình là anh cho hai người làm vô trước, mình làm vô trước nha. Để tặng ngang luôn. Chị lấy cái gì? Thịt mỡ chả. Giờ không? Ủa thịt mỡ hả? Đâu có thịt mỡ đâu hả? Có thịt bắp giò. À. Chú em lấy thịt bắp đi. Càng cua, thịt mỡ chả là gì nữa? Một tô thôi hả? Chế lấy gì chế? Đầy đủ hả? Này đầy đủ. Đầy đủ luôn không chị? Ừ. Ủa sao cái chỗ này nó trống trống vậy Út? Chứa thịt sắt. À. Vậy là chưa ngủ dậy nữa đó. Đang mơ kiếm thật biệt đó hả? em mơ một giấc chiêm bao. Chị kia hỏi gì rồi Út? Ba phần. Ba phần của chị nhờ một phần nữa là bốn. Bảy chục của gì? Thôi ba chục không rồi. Ba chục không bằng. Một phần lấy tiền rồi á. Cái này xấu lý đây, giờ không có giờ đi tìm ăn xấu chắc á. À, dầu khỉ đồ thêm. Bà Út bà vừa nói là chán cuộc sống này quá, chán ông Mẫn quá, nói nó chút xíu cũng làm sầm. Phiên dịch lại rồi, phiên dịch cái kiểu này chắc là bữa nào bị thọt để hỏng á. Cho bốn cái tô cho cô Phú đi. Rồi chị này một tô nè Út, thịt mỡ. Mỡ rồi lại xíu để lấy cái gì vậy? Kiếm gì em? Không biết, cái này không có sẹt, cái này thẳng không, không có sẹt. 38 đường Lãng Minh Thăng phải không? 38 Lãng Minh Thăng phải không? Ngược chiều, chạy ngược chiều á, chạy thẳng lên hỏi Trường Gió Trường Sơn đâu, chỉ vô hẻm 38. Chả cá thắc lát á chú. Để thắc lát á. Chả ngon quá, chả ngon quá. Đây thắc lát không à. Cái thớt hôm nay cắt mấy miếng thịt đó bán. Mà con cá bị lát rồi bộ. Có kêu ông gì ông Thạch không? Hay bà bốc ráp bà Út? Cái gì chú? Từ từ đợi cổ muốn phân.
bữa nào mà có mình ra là bà Út bà bán hả, bà bán cực liệt luôn, bà bán mà bà bán không kịp trở tay luôn, bà bán mà hả, bà bán bà thở không, bà bán mà hả cái tay chân bà run rẩy luôn, tiền bạc của bà là hả không ai thu luôn. Sao tôi nói gì cũng được vậy bố? Hồi nhỏ hình như là để cái mỏ tôi ra trước đó Út à. Lên ông Mẫn. Lấy gì chú lo, chú nói luôn đi. Ba tô cắt nhau. Dũng đặt xe chứ đi Dũng. 70 10.000 đó, đưa 10.000 vậy. Sôi lên, hụt hụt lên. Anh tô kia là cho gân càng cua với chả cá. Cho gân càng cua chả cá không mấy hành. Đưa cho bi ông Mẫn 208 á anh. Không trả cá. Không công hành, không hành, không hành. Ừ, hành phi. Không luôn. Càng cua vào gầm. Trời ơi, tắm báo giờ chưa ra luôn. Ngủ kinh dị luôn á trời ơi. Mấy hết nhiều. Rồi, 201, 203. 203. Ủa chị ra cái gì đây? 2 tô là đầy đủ á. Bỏ tiền qua bỏ. Ra kìa mày. Tôm cua với tôm cua chả cá. Hay không ra hả? Ra rồi. Nhanh lên. Qua anh nói tôm cua chả cá à. Bà Tám, bà Tám bây giờ bà mới ra đó. Rồi cái gì bà nói? Điên à. Cái này của anh nó nói là đúng rồi. Nói ảnh là em thêm cái pin nha, cho đủ 100 cái nha, ảnh kêu thêm đồ ăn. Ý là thêm đồ ăn cho ảnh có 100. Dạ luôn. 70 chị. Và anh ăn kêu dặn đồ ăn. Rồi rồi rồi, ship đang qua tới cô á cô. Dạ 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 dạ. Bên đây giờ này hát mấy
Ủa, chị không ăn hả? Ăn. Cái kia kìa, đi rồi mà. Đang lột quần lột áo vào không? Ra kiếm chỗ ra ngồi không? Ừ. Ừ. Hai phần đem về luôn. Hai ché đầy đủ luôn hai ché. Để lấy thịt cua nè. Bà dám cãi lệnh đóng lan quân của bà hả? Ra đường ngồi nha bố. Hai phần này tập cảnh đúng không? Tám cái thì mới ra cái gì ta? Đây nè. Chỗ rồi. Nay bà tám bà sám hối, bà đeo về gì dòng ngọc thạch. Tối bà lòng sau chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đeo lão quận ơi. Có sao giờ tôi mới thấy? À, trời ơi, tôi phải ăn thôi, đói bụng quá rồi. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ. À.